nữ hoàng cảnh nóng xứ Hàn tiết lộ diện mạo gây sốc. Những hình ảnh mới của nữ diễn viên được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng xứ Hàn khiến dân tình lạ lẫm. Sau chuỗi thành công vang dội từ các dự án từ phim điện ảnh đến phim truyền hình, cái tên Lim Ji Yeon cứ vậy vụt sáng trở nên nổi tiếng. Mặc dù đã có được chỗ đứng ổn định trong showbiz, tuy nhiên Lim Ji Yeon vẫn không để mình ngơi nghỉ mà lại tiếp tục tái xuất trong một bộ phim mới. Dự án cổ trang có tên The Tale of Missy Ok do Lim Ji Yeon thủ vai chính đang trong thời gian quảng bá tích cực và sẽ được lên sóng dự kiến vào tháng 11 tới đây. Vừa mới đây, nhà đài cũng đã tung những hình ảnh đầu tiên về tạo hình của Lim Ji Yeon trong phim khiến cư dân mạng phát sốt. Những tạo hình của Lim Ji Yeon trong The Tale of Missy Ok khiến khán giả phát cuồng. Trong The Tale of Missy Ok, Lim Ji Yeon thủ vai Ok Tae-yang, một chuyên gia pháp lý ở Joseon. Nhân vật Ok Tae-yang được xây dựng là người khéo léo, thông minh, tuy nhiên thân phận thực sự của cô là một nô lệ tên là Gu Deok. Bởi vì muốn che giấu thân phận thực sự của mình và làm lại cuộc đời nên cô mới thay tên đổi họ thành Ok Tae-yang. Trong loạt ảnh được nhà đài tung ra, tạo hình Lim Ji Yeon trong vai nô lệ nhợt nhạt, rách rưới khiến khán giả bất ngờ vì không nhận ra nữ diễn viên. Tuy nhiên, công chúng dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên bởi vì đã dám lăng xả, cống hiến bất chấp tạo hình. Tạo hình nô lệ khắc khổ của Lim Ji Yeon khiến khán giả sục sôi. Được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng y xứ Hàn khi tham gia hai dự án phim Offset và Vương Triều Dục Vọng với kịch bản ngập tràn các cảnh nóng táo bạo. Tên tuổi của nữ diễn viên vụt sáng và nhận được sự quan tâm yêu mến đầy phá lệ từ phía công chúng. Cô không đi theo hình ảnh cũ, quyết định khoác lên mình những tấm áo mới, hết mình lăn xả vì những vai diễn, hình tượng mới và thành công ngoài mong đợi. Lim Ji Yeon thành công nhờ hai siêu phẩm Offset và Vương Triều Dục Vọng giúp cô trở thành nữ hoàng cảnh nóng được dân hàng o bế. Hai năm trở lại đây, Lim Ji Yeon dần khẳng định được vị trí của mình trong làng giải trí Hàn Quốc khi thủ vai ác nữ để trong siêu phẩm bom tấn The Glory. Đối đầu với Song Hye Kyo, sau thành công sáng chói từ The Glory, Lim Ji Yeon chưa từng nghỉ ngơi khi tiếp tục chăm chỉ xuất hiện tại các dự án từ truyền hình tới điện ảnh và nhận được nhiều giải thưởng danh giá chứng minh cho thực lực. Không chỉ thế, cô còn hạnh phúc với đàn em Lee Yo Hyun với chuyện tình yêu viên mãn và nhận được nhiều sự chúc phúc từ phía khán giả. Chuyện tình yêu đẹp với đàn em Lee Yo Hyun được công chúng chúc phúc. Lần xuất hiện sắp tới của Lim Ji Yeon, mặc dù chỉ vừa mới quảng bá nhưng đã khiến khán giả sốt xin xịt. Dự đoán sẽ lại là một siêu phẩm củng cổ cho tên tuổi của nữ diễn viên.